Từ này, mình sẽ đến sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội bằng xe máy. Vì nhị thích con đường bỏ trống. Tại thời điểm này, rẽ trái và đi về phía bắc trên đường vành đai 2. Đi một lúc, tiếp tục đi dọc theo sông Tô Lịch ở bên trái. Nếu bạn di chuyển sang làn bên trái để vượt xe máy khác, bạn cần phải hết sức cẩn thận với xe ô tô khác. Có vẻ như ô tô đang được ưu tiên hơn xe máy ở Việt Nam. Xe buýt là ưu tiên cao nhất, mạnh nhất. Đây là một an toàn cá nhân, vì vậy hãy tuân thủ các quy định giao thông địa phương nếu bạn lái xe nhé. Khu vực này ở phía tây của Hồ Tây, nó là một khu vực mới phát triển. Bây giờ mình sẽ vượt sông Hồng. Đây là một cây cầu được gọi là cầu Nhà Tăng. Ngoài ra còn có tổng chiều dài là 3.700 mét. Đúng như tiếng gọi qua sông đó, nó có màu nào đó được. Đây là dòng sông An Thiên đã tạo nên bùn trâu thổ sông Hồng màu mỡ. Nó có màu nào đó là đạo hiệu của sứ giáo Trác Tiên Dưỡng. Kể từ thời điểm này, xe máy phải đi ra đường phố vì đường này đánh giá cho ô tô. Nó đã thay đổi thành một cảnh quan non tôn rộng lớn. Bạn đang canh tác gì trên những cánh đồng mà bạn treo tía nữa? Sân bay Nội Bài nằm cách thành phố Hà Nội khoảng 30 cây số và khoảng 30 phút đi ô tô. Là một sân bay ở một thành phố lớn, nó tương đối gần thành phố và mình nghĩ đó là một nơi thuận tiện. Sân bay Nội Bài
có đường bán song tông dài 3.800 mét và có sức chứa lớn. Mình sắp đến sân bay. Mình toàn theo đèn giao thông. Đấy là con đường thẳng cuối cùng dẫn đến sân bay. Xe máy không được phép lưu thông trên đường dẫn vào nhà ga. Đấy là xe máy.